Phát biểu ông Đô Duy Hiếu, thôn 4, mặc quần đen, mang áo xanh. Gặp ông Đô Hiền Tú, mặc quần xanh, mang áo đỏ, thôn 3. Xin mời hang Đô vào giữa sới, nghe trọng tài chính xe này. Mời Hang Đô bắt tay thân ái đoàn kết trước khi thi đấu. Hang Đô bắt tay trọng tài chính. Hang Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Xin mời Ando vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Ôi. Và lúc 1 phút 10 giây, ông Đô Duy Hiếu thôn 4 đã thắng. Xin mời ông Đô Hiếu vào nhận lèo. Trong khuôn khổ lèo thiếu niên, sau khi ông Đô Tâm Sinh, đơn vị Hà Đông đăng ký đứng